Chúng ta hãy đến với phần chủ động bằng một câu chuyện vui thế này. Có hai anh chàng chạy vào trong rừng. Một anh chạy vào trong rừng thì chạy khắp nơi nhưng không bị ngã bởi vì anh ta mở mắt. Cho nên anh ta nhìn thấy cành cây cao, ngáng qua mặt, anh ta cúi xuống, anh nhìn thấy cái hố anh nhảy qua. Và anh ta cứ thế là anh chạy về đích một cách rất ngon lành. Và đó là anh thứ nhất, người ta gọi là anh proactive. Anh thứ hai bị bịt mắt lại, anh ta chạy đập bóp một cái đầu vào cành cây. Thế là ngã quay táng ra, máu chảy tre ra đầu và anh ta ngồi lại. Anh ta phải giải quyết việc băng cái đầu. Băng cái đầu xong rồi anh ta lại chạy. Anh ta chạy tiếp tục, anh ta thụt chân những cái hố, cái lỗ hai vòng. Thế là bật móng chân cái ra, anh ngồi lại băng ngón chân cái. Sau anh băng ngón chân cái, chạy thọt. Và anh đập tiếp mặt vào một cái gốc cây. Thế là ngã ngửa ra, thế là gãy hết cả răng. Và cuối cùng anh ta không về đích. Và tên anh ta là proactive. Cái người thứ nhất chạy về đích không bị xước sát gì, người ta gọi là anh tên là chủ động. Còn cái người thứ hai bị đập vỡ mồm, vỡ mặt, gãy răng, vỡ trán, sứt chân, anh gọi là anh bị động hay còn gọi là thụ động. Người chủ động là proactive và người thụ động là reactive. Hãy nhớ câu chuyện đấy. Nhớ câu chuyện đấy để mình bắt đầu chia sẻ cho mọi người thế nào, thế quái nào lại gọi là người chủ động và thế quái nào gọi là người thụ động. Thì trên đời này, cái tố chất cực kỳ quan trọng của người thành công, của người kinh doanh, của người lao ra ngoài kia làm kiếm tiền, đó là tố chất của sự chủ động. Còn những người thụ động thì sao? Những người thụ động họ luôn giống như người bị bịt mắt chạy ở rừng. Đấy là một ví dụ điển hình về sự chủ động và thụ động.